Xin chào tất cả các chị em đã đến video của em Trân. Hãy cùng em Trân tìm hiểu về phương pháp tái tạo da. Thì đối với một cái quy trình tái tạo da tự nhiên, thường thì chị em mình phải mất từ 25 đến 28 ngày để tế bào chết ở dưới lớp đáy đẩy dần lên bề mặt da và loại bỏ. Lúc này da được sản sinh ra tế bào mới và thay thế bằng một cái tế bào mới cho làn da. Thì trong đồng thời, tế bào chết được đọng trên bề mặt da khá là lâu và cộng hưởng với cái môi trường từ bên ngoài và tác động công việc của mình nữa. Thì cái tế bào chết này cộng hưởng với cái môi trường làm cho làn da của chị em mình sẽ dẫn đến tình trạng gì? Mụn nè, da sạm nè, không đều màu, và trường hợp da chị em mình sẽ cảm giác như là sần sùi và dẫn đến tình trạng lão hóa của da. Đó thì hiện tại thì cái phương pháp tái tạo được chị em mình áp dụng khá là phổ biến trong cái quá trình làm đẹp. Vì cái phương thức mà tái tạo giúp loại bỏ những tế bào chết nè, thúc đẩy quá trình tăng sinh biểu bì mới tốt hơn, giúp giảm thiểu được những cái tình trạng da có lỗ chân lông to nè, rồi mụn nè, và đồng thời tế bào mới này sẽ giúp dễ dàng hấp thu được những cái dòng sản phẩm dưỡng mà mình bôi hàng ngày và trở nên làn da của chị em mình trở nên sang hồng hào săn chắc. Và trong đó, khi loại bỏ những cái tế bào chết và những cái độc tố trên làn da, thì sau cái quá trình tái tạo thì làn da chị em mình trở nên sao? Săn chắc hơn, sáng hơn, và đồng thời giảm thiểu giải quyết được những cái vấn đề như nám và sạm trên làn da. Thì trong số đó có những cái lợi ích của cái phương pháp tái tạo mang đến cho chị em mình. Nhưng mặt khác, chị em mình phải trải qua những cái giai đoạn trong quá trình tái tạo. Thường thì có khá là nhiều cái phương pháp về cái phương pháp tái tạo, nhưng chị em mình phải mất một cái thời gian, đúng không? Thì trong cái thời gian đó chị em mình phải trải qua những cái giai đoạn như thế nào? Thường thì chị em mình hay gặp phải đó là da có biểu hiện mẩn đỏ, dễ kích ứng, và kèm với sưng, và đặc biệt là khô, bong da và kèm với ngứa. Thì hôm nay cùng với Nguyễn Trân tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó và cách để mình khắc phục. Đầu tiên thì mình nói với cái phương pháp gọi là tái tạo da, được loại bỏ những tế bào chết, lúc này tế bào mới được thay thế. Thì cái tế bào mới này lúc này sao? Rất là mỏng manh, và cái áp lực gọi là chịu áp lực cũng sẽ rất là mỏng manh. Và lúc này làn da mình chịu một cái tác động từ cái môi trường và kể cả bên trong cơ thể của mình. Cơ thể mình ví dụ như cái hệ miễn dịch của cơ thể mình nó sẽ kém nè. Rồi tác động từ cái cách chăm sóc da của mình. Khi mà mình tác động lên quá mạnh tay hoặc ma sát nhiều lần, hoặc mình sử dụng những cái sản phẩm nào trên bề mặt da, làm làn da của mình sao dễ dàng bị sưng. Và tế bào non này sẽ cái áp lực, khi mà chịu cái áp lực sưng này nó không chịu nổi, thì cái tế bào mạch máu nó sẽ bắt đầu giãn nở ra. Nó sẽ giãn nở ra thì lúc này làn da của chị em mình sẽ cảm thấy sao? Nó sẽ bị hồng, bị kiểu cảm giác nó mẩn đỏ lên. Đó, bây giờ mình tìm hiểu được cái nguyên nhân rồi, bây giờ mình có cách nào để khắc phục hay không? Có nha. Thì đầu tiên thì cách khắc phục. Hiện tại thì chị em mình hãy dùng cái nước đá thật là lạnh để rửa mặt một ngày có thể từ 2 đến 3 lần, và nhớ là nhẹ nhàng không ma sát trên bề mặt da nha. Rồi sau đó thì vì lý do tại sao mình dùng cái nước đá lạnh, vì trong cái tính chất của nhiệt độ của lạnh sẽ giúp những cái tế bào mạch máu của chị em mình sẽ co lại, và sự vận chuyển của máu đến đến những cái tế bào da nó sẽ chậm lại. Thì lúc này có phải làn da chị em mình sẽ thứ nhất là dịu lại, giảm tình trạng bị sưng đó. Và tiếp theo thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm bôi thoa với cái tính chất dịu nhẹ, và nó phù hợp với cái khi dùng cái phương pháp giảm thiểu được tình trạng sưng mảng đỏ, như là dùng nước đá có nhiệt độ lạnh nè, rồi hỗ trợ cái sản phẩm bôi thoa nè phù hợp nè. Ngoài ra chị em mình nên hỗ trợ bổ sung những cái thực phẩm giàu vitamin C để cung cấp cho cơ thể, nhằm mục đích để hỗ trợ cái hệ miễn dịch của cơ thể nè, và sức đề kháng của cơ thể và hệ miễn dịch của làn da, để giúp làn da của mình nó sao nó khỏe lên, thì tự động nó sẽ trải qua những cái giai đoạn đó và sẽ chống chọi lại những cái tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài như là không khí và môi trường đó. Rồi đồng thời bên cạnh đó, ngoài những cái giai đoạn sưng đỏ còn kèm với gì, giai đoạn chị em mình phải chịu đó là bong da nè, kèm khô nè, khô bong da và kèm gì ngứa, thì cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị bong đó là khi mà mình dùng một cái phương pháp tái tạo, là một cái sản phẩm hay một cái công nghệ nào đó tác động lên làm phá hủy sự liên kết của tế bào sừng để thúc đẩy quá trình tăng sinh biểu bì, đúng không, để thay thế một cái tế bào mới, thì đương nhiên làn da của chị em mình phải chịu mất một cái gọi là lượng nước trong làn da. Lúc này thì da của chị em mình có tình trạng bị khô, thì chị em mình nên sẽ làm gì?
Thì khô thì nó sẽ kèm với gì? Kèm với cái quá trình tăng sinh biểu bì thì nó sẽ kèm với ngứa. Chắc chắn một điều nó là sẽ như vậy. Đó, thì lúc này cái cách mà mình để khắc phục thì chị em mình hãy uống thật là nhiều nước cho em Trâm, để bù lại cái lượng nước khi mà mình mất trên làn da. Thường thì làn da của mình phải uống nước thật là nhiều, để nó sẽ chiếm 70% là nước, thì mình sẽ uống thật là nhiều nước để bù lại cái số lượng mất nước đó. Thì khi mà bù đủ nước này, làn da của mình sẽ đủ ẩm rồi, thì nó sẽ sao? Cái tế bào da nó sẽ đỡ bị khô hơn nè, rồi nó giảm thiểu được tình trạng sao? Bị ngứa nè. Đó, ngoài ra thì ngoài uống bên trong rồi mình bên ngoài thì mình hãy dùng cái sản phẩm bôi hoa nào nó phù hợp với cái trạng thái và nền da của tế bào mới của mình sản sinh ra nha. Và mình có thể liên hệ đến cái người điều trị hoặc cái người cho mình sử dụng sản phẩm đó, thêm những cái sản phẩm nào bôi để cấp ẩm làm dịu cho làn da tức thì, được chưa? Ngoài ra thì chị em mình thêm một cái lưu ý nữa là khi mà mình cung cấp đủ nước rồi, ăn hỗ trợ thêm những cái thực phẩm mà cần cho cơ thể. Ngoài ra chị em mình cần kiêng một số thực phẩm trong quá trình tái tạo, đó là một số thực phẩm gây ra tình trạng bị kích ứng, bị ngứa, như là những cái thực phẩm như là mắm nè, rồi khô nè, hoặc những cái thực phẩm như là ốc nè, hải sản nè, bò, tôm, những cái nói chung là thực phẩm gây ra tình trạng kích ứng á. Vì mỗi một cái cơ địa cơ thể của mỗi người nó sẽ nhiều khi có những cái tình trạng bị kích ứng, nó mình sẽ hạn chế. Và đặc biệt là về chất kích thích ha, trong cái giai đoạn ở những cái giai đoạn đầu của cái quy trình tái tạo thì chị em mình nên nên có thể là hạn chế dùng những cái thực phẩm đó để giúp cho cái quá trình tái tạo của mình nó sẽ giảm thiểu được những cái giai đoạn này đó. Rồi bây giờ thì qua những cái lời chia sẻ của em Trân gửi đến tất cả các chị em mình, thì mong rằng tất cả chị em mình nếu như mình có dùng một cái phương pháp tái tạo hay là giai đoạn da của mình đang gặp phải, thì mình có thể hiểu thêm và biết thêm để cách để mình khắc phục và để vượt qua những giai đoạn này, giúp cho làn da của chị em mình có một cái tế bào mới nè, một cái làn da mới sẽ khỏe hơn, đẹp hơn ha. Rồi cảm ơn tất cả các chị em mình đã xem video của em Trân.